Di trú Đào Nguyễn là một trong những công ty di trú uy tín hàng đầu tại Úc, có thể giúp khách hàng giải quyết những khó khăn về việc định cư tại Úc liên quan đến di trú, từ các vấn đề đơn giản nhất cho đến những tình huống visa phức tạp nhất. Với trình độ chuyên môn cao, kỹ năng làm việc hiện đại và luôn cập nhật luật di trú một cách nhanh nhất, Di trú Đào Nguyễn sẽ tư vấn cho khách hàng một cách rõ ràng, cung cấp đầy đủ thông tin, hỗ trợ nhiệt tình trong quá trình xin visa của mọi khách hàng. Di trú Đào Nguyễn cung cấp các dịch vụ chủ lực bao gồm kháng cáo tòa phúc thẩm khi visa bị từ chối, visa diện hôn nhân, đính hôn và kết hôn, bảo lãnh hôn nhân đồng giới, visa cha mẹ, con cái và visa lao động. Trong đó, tỷ lệ xin visa thành công lên đến 99%. Muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc Di trú Đào Nguyễn qua số 02-8764-0518. Đình Nhung xin trân trọng kính chào quý khán thính giả của Đài Việt Face TV Úc Châu. Kính thưa quý khán thính giả của Việt Face TV, ngày hôm nay thứ Sáu 29 tháng 10 là một ngày vô cùng quan trọng đối với cư dân tại Victoria cũng như cư dân tại lãnh thổ thủ đô ACT khi mà nhiều nới lỏng đã được thực hiện. Mặc dầu số ca nhiễm tại Victoria vẫn còn cao là 1.656 ca nhiễm mới. Trong khi tình hình tại New South Wales và ACT thì tương đối ổn định hơn, với 268 ca tại New South Wales và lãnh thổ thủ đô ACT chỉ có 10 ca nhiễm mới mà thôi. Trong khi Nam Úc, mặc dầu không có ca nhiễm cộng đồng, nhưng chính quyền tiểu bang cũng đang chuẩn bị các trung tâm điều trị bệnh nhân COVID-19 sau khi tiểu bang này mở cửa vào ngày 23 tháng 11 sắp tới. Và sau đây là phần tin chi tiết của Vietface TV trong bản tin vào lúc 3 giờ chiều hôm nay, thứ Sáu ngày 29 tháng 10 năm 2021. Tình hình đại dịch COVID-19 tại Victoria trong 24 giờ qua. Victoria ngày hôm nay đã ghi nhận 1.656 ca nhiễm mới, tức là ít hơn 267 ca so với 1.923 ca nhiễm ngày hôm qua trong tổng số 70.180 người thử nghiệm. Ngoài sự giảm hạ về số ca nhiễm mới, thì hôm nay Victoria cũng có số ca tử vong thấp hơn so với ngày hôm qua là 10 người. Trong khi ngày hôm qua Victoria đã có kỷ lục về số người tử vong là 25 người, nâng tổng số tử vong tại Victoria trong đợt bùng phát dịch bệnh lần này lên mức 282 người. Về tỷ lệ chủng ngừa, Victoria đã đạt được 78.5% cư dân trên 16 tuổi chủng ngừa 2 liều, trong khi tỷ lệ chủng ngừa 1 liều nay cũng đã lên đến mức 91.46%. Trong số các ca nhiễm mới ngày hôm nay, đông đảo nhất là tại thành phố Casey thuộc vùng đông nam Melbourne, là nơi có số ca nhiễm cao nhất là 193 người. Trong vùng nông thôn thì thành phố biên giới Wodonga có 38 ca nhiễm mới và đây là thành phố tiếp giáp với biên giới phía nam của New South Wales. Quyền y sĩ trưởng giáo sư Ben Covey đồng thời cũng loan báo là chính quyền Victoria đang thắt chặt những tiêu chuẩn để được miễn chủng ngừa vaccine và sự thay đổi này đã được áp dụng kể từ sáng sớm hôm nay. Giáo sư Covey nói rằng những ai đã có giấy xác nhận từ bác sĩ gia đình về việc miễn chủng ngừa vì lý do y tế thì họ có thời gian từ nay cho đến ngày 12 tháng 11 để xin một văn kiện mới do cơ quan gọi là Australian Immunization Register cấp phát. Bình luận về số người tử vong hôm qua, giáo sư Kathleen Bennett của Viện Đại học Deakin nói rằng nhân số tử vong có thể lên trên mức 25 người trong thời gian tới và đây là hậu quả của nhân số được chữa trị tại khu khẩn cấp ICU. Mặt khác thì thủ hiến Daniel Andrews cũng đã đề nghị một luật mới nhằm giảm quyền của y sĩ trưởng, ngược lại gia tăng quyền hành của thủ hiến và bộ trưởng y tế. Tuy nhiên dự luật này đã bị trạng sư đoàn chỉ trích. Thế nhưng thủ hiến Andrews vẫn cho là cần thiết vì thủ hiến và bộ trưởng y tế là những người chịu trách nhiệm trước quốc hội, trong khi y sĩ trưởng chỉ là một công chức và không thể xuất hiện trước quốc hội để giải trình như là một chính trị gia. Tình hình đại dịch COVID-19 tại New South Wales trong 24 giờ qua. New South Wales tiếp tục có số ca nhiễm và tử vong ở mức thấp sau khi ngày hôm qua New South Wales đã có 293 ca nhiễm và 2 người tử vong, thì hôm nay số ca nhiễm cũng ở mức tương đương, tức là 268 ca, trong khi số ca tử vong thì không thay đổi, tức là hôm nay New South Wales cũng chỉ có 2 ca tử vong mới mà thôi.
Căn cứ vào nhân số nhiễm bệnh thì hiện nay điểm nóng tức là hotspot không phải là khu đô thị Sydney mà là tại các vùng nông thôn. Trước đây vùng Tây Nam Sydney đã từng là điểm nóng, nhưng nay vùng Hunter New England mới thật sự là điểm nóng vì tại thành phố Newcastle đã có 231 ca nhiễm trong vòng 14 ngày tính đến ngày 26 tháng 10, trong khi con số tương đương tại Cessnock là 132 người và tại Maitland là 122 người. Các bác sĩ tại địa phương cũng đã nhìn thấy sự kiện này và tin rằng hiện nay dịch bệnh đang lây lan nhiều hơn tại vùng thôn quê. Trong khi đó, thì mức độ chủng ngừa tại các khu vực bên ngoài thành phố lớn có vẻ như bắt đầu giảm hạ. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý nhất trong ngày hôm qua là Bộ trưởng Dịch vụ Victor Dominello loan báo rằng ứng dụng Service New South Wales đã được cải thiện để có khả năng thông báo cho cư dân mỗi khi cư dân này tới lui một địa điểm có rủi ro vì đã có ca dương tính. Hiện nay thì phương tiện này chỉ có thể có nếu chúng ta kiểm lại lịch trình của những nơi mà chúng ta đã từng lui tới. Theo lời ông Dominello, thì kể từ hôm nay thứ Sáu, cư dân có thể được cảnh báo về các địa điểm đáng quan tâm nếu họ đã từng đến những địa điểm này trong ngày. Kế hoạch mở cửa tại Nam Úc tiêu tốn hơn 120 triệu đô la. Tiểu bang Nam Úc đã công bố lộ trình mở cửa biên giới vào ngày 23 tháng 11 sắp tới, và theo dự đoán của các chuyên gia, thì kể từ thời điểm đó, số ca nhiễm dương tính tại Nam Úc sẽ gia tăng mỗi ngày. Trước bối cảnh này, ngày hôm qua, Thủ hiến Stephen Marshall đã loan báo rằng Nam Úc là tiểu bang đầu tiên tại Úc Châu đã thiết lập các trung tâm chuyên biệt để chăm sóc cho những ai bị dương tính với các dịch vụ chuyên môn về y tế. Cũng theo lời Thủ hiến Marshall, thì 85% những ca dương tính trong thời gian qua tại Nam Úc đều sống cách ly tại nhà. Tuy nhiên, trong trường hợp họ cần giúp đỡ về phương diện y tế, thì một toán y tá có nhiệm vụ phản ứng nhanh và có thể đưa những người bị dương tính này đến bệnh viện hoặc một trung tâm chữa trị COVID-19 để chăm sóc và theo dõi. Trung tâm chuyên biệt này sẽ được thiết lập tại Bệnh viện Hoàng gia Adelaide với một ngân khoản là 5 triệu 500 ngàn đô la. Ngân khoản này trong tổng số 123 triệu được sử dụng để chuẩn bị cho Nam Úc trong việc mở cửa biên giới vào ngày 23 tháng 11 sắp tới. Ngoài trung tâm đầu tiên này, thì Thủ hiến Marshall cũng nói rằng các trung tâm tương tự cũng có thể thiết lập tại những nơi khác nếu có nhu cầu. Tasmania, nhân viên y tế thách đố lệnh cưỡng bách chủng ngừa trước tòa án. Chính phủ Tasmania vừa ra lệnh cưỡng bách nhân viên làm việc trong lĩnh vực y tế phải chủng ngừa đủ 2 liều. Tuy nhiên, trước khi việc cưỡng bách này có hiệu lực, thì đã có trên 500 viên chức y tế tại Tasmania đã thách đố lệnh này trước tòa án. Dẫn đầu trong cuộc chống đối này là một bác sĩ giải phẫu đã hồi hưu tên David Dunn. Bác sĩ David Dunn đã coi lệnh cưỡng bách chủng ngừa của chính phủ là một hành động tội phạm, và do đó ông đã đi đầu trong việc chống lại lệnh cưỡng bách chủng ngừa của chính phủ. Nhắc lại, vào đầu tháng 10 vừa qua, một cuộc thách đố tương tự cũng đã xảy ra tại New South Wales. Tuy nhiên, việc thách đố này đã bị tòa án bác bỏ. Trong khi đó, thì tại Tasmania, nhóm chống đối cũng đã xin một án lệnh tạm thời, mà từ tiếng Anh gọi là injunction, để ngăn chặn chính phủ bắt đầu thi hành lệnh cưỡng bách chủng ngừa, trong khi nội vụ đang được tối cao pháp viện xem xét vào ngày hôm nay thứ Sáu 29 tháng 10. Queensland, y sĩ trưởng trở thành toàn quyền tiểu bang, nhưng bác sĩ điền thế lại từ nhiệm trước khi bắt đầu. Y sĩ trưởng Queensland, bác sĩ Janet Young, sẽ chấm dứt nhiệm vụ ngày hôm nay 29 tháng 10 và sẽ tuyên thệ nhậm chức toàn quyền tiểu bang Queensland vào thứ Hai tuần tới 1 tháng 11. Tuy nhiên, bác sĩ Crispin Harkovic, người được tuyển chọn để thay thế bác sĩ Janet Young trong vai trò y sĩ trưởng của tiểu bang Queensland, ngày hôm qua đã đột ngột đệ đơn từ chức. Nhắc lại là trong suốt nhiều ngày qua, bác sĩ Crispin đã bắt đầu công việc của một y sĩ trưởng tại Bộ Y tế Queensland. Tuy nhiên, sau vài ngày đảm nhận nhiệm vụ tạm thời, thì bác sĩ Crispin đã xin từ chức trước khi ông bắt đầu chính thức nhận nhiệm sở vào thứ Hai tuần tới vì lý do cá nhân. Bộ trưởng Y tế Ivette Das nói rằng bà thông cảm với lý do cá nhân mà bác sĩ Crispin không thể nhận việc được vào thứ Hai tuần tới. Bởi vậy, Bộ Y tế Queensland sẽ bắt đầu trở lại tiến trình tìm một người đảm nhận chức vụ y sĩ trưởng. Và trong khi chờ đợi, thì phó y sĩ trưởng, bác sĩ Peter Atkin, sẽ tạm thời giữ chức vụ quyền y sĩ trưởng Queensland. Tình hình đại dịch COVID-19 tại Việt Nam. Số bệnh nhân nhập viện ở Sài Gòn có dấu hiệu gia tăng. Ngày hôm qua 28 tháng 10, Việt Nam đã ghi nhận 4.876 ca nhiễm mới tại 49 tỉnh thành.
Riêng Hà Nội đã có 33 ca nhiễm với ổ dịch mới liên quan đến đám ma ở Mê Linh, được cho là vô cùng phức tạp. Trong khi đó, thì số ca nhiễm tại Sài Gòn vẫn đang duy trì ở mức ổn định, tức là 1.069 ca. Tuy vậy, số bệnh nhân COVID-19 cần phải điều trị tại bệnh viện thì đang có dấu hiệu gia tăng nhiều hơn so với những ngày trước đây. Đứng thứ nhì trong danh sách các tỉnh thành có số ca nhiễm cao nhất là Đồng Nai với 748 ca, trong khi Bình Dương hôm qua đứng hàng thứ ba với 618 ca. An Giang đứng hàng thứ tư với 286 ca, kế đến là Tây Ninh với 190 ca. Hà Giang lần đầu tiên đã lọt vào top 10 tỉnh thành có số ca nhiễm cao nhất Việt Nam là 184 ca. Kiên Giang có 160 ca, trong khi Tiền Giang và Cần Thơ mỗi nơi có 138 ca. Quảng Nam có 129 ca, Sóc Trăng có 128 ca và Bình Thuận đã có 116 ca. Và đó là danh sách 12 tỉnh thành đã có số ca nhiễm trên mức 100. Điều này cho thấy là tình hình lây lan dịch bệnh tại Việt Nam vẫn còn khá phức tạp với số ca nhiễm gia tăng khá nhiều tại các tỉnh thành ở khu vực miền Trung. Tuy nhiên, điểm tích cực là số nạn nhân tử vong tiếp tục duy trì ở mức thấp, tức là 54 người. Trong số này, Sài Gòn đã có 25 ca tử vong, Bình Dương có 6 ca, Tiền Giang, Long An và Tây Ninh mỗi nơi có 4 ca, trong khi Đồng Nai có 3 ca, Sóc Trăng có 2 ca. Các tỉnh còn lại bao gồm Kiên Giang, Cần Thơ, Đắk Lắk, Bạc Liêu, An Giang và Ninh Thuận mỗi nơi có 1 ca. Sài Gòn gia tăng số bệnh nhân nằm bệnh viện, trong khi Hà Nội gia tăng các ổ dịch mới. Trong 24 giờ qua, thành phố Sài Gòn ghi nhận số bệnh nhân COVID-19 nhập viện có dấu hiệu tăng nhẹ. Ngược lại thì số ca tử vong vì COVID-19 lại ở mức thấp nhất trong nhiều tháng qua là 25 người. Thông tin từ Bộ Y tế Sài Gòn cho biết, thành phố này hiện đang điều trị cho 10.988 bệnh nhân, trong đó 751 bệnh nhân là trẻ em dưới 16 tuổi, 257 bệnh nhân nặng đang thở máy và 11 trường hợp cần can thiệp ECMO. Ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, nhìn nhận rằng việc số ca nhiễm COVID-19 mới và bệnh nhân nhập viện có dấu hiệu tăng do các doanh nghiệp bắt đầu mở cửa lại, triển khai thử nghiệm COVID-19 cho toàn bộ nhân viên. Tuy nhiên, may mắn là cho đến nay, thành phố chưa ghi nhận thêm ổ dịch hay chuỗi lây nhiễm nào từ lúc mở lại các hoạt động. Cũng trong ngày hôm qua, 29 học sinh trường trung học Lương Thế Vinh ở quận Nhất đã phải hoãn việc chủng ngừa trong vòng 6 tháng vì đã bị nhiễm dương tính với COVID-19. Trong khi đó, thì tại Hà Nội, ngày hôm qua đã có 33 ca nhiễm từ nhiều ổ dịch khác nhau, trong đó có một bé trai đã tổ chức sinh nhật tại nhà trong lúc đang bị dương tính nhưng không biết. Và bữa tiệc sinh nhật này có rất nhiều trẻ em khác đến tham dự. Thông tin từ Bộ Y tế Hà Nội cho biết là bé trai này có liên hệ đến các ca dương tính tại ổ dịch ở Quốc Oai. Tuy nhiên, ổ dịch tại Quốc Oai không đáng lo ngại bằng chuỗi lây nhiễm tại một đám tang ở huyện Mê Linh. Cho đến thời điểm này, đã có 7 ca nhiễm dương tính liên quan đến đám tang này. Tuy nhiên, số F1 hiện đã lên đến hơn 1.000 người. Và không biết sẽ còn có thêm bao nhiêu ca F0 nữa phát hiện từ chuỗi lây nhiễm này trong những ngày sắp tới. Với bản tin vừa rồi, Đinh Nhung xin tạm dừng phần chương trình tin tức của Vietface TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đinh Nhung xin chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Vietface TV Úc Châu vào 10 giờ sáng thứ Hai.